Thằng Dương từ nào tới giờ nó đâu có tin mấy cái chuyện buồn phép đó. Đó mới lạ, nếu mà ông tin mà giờ mất thì ông tìm là chuyện không mới lạ, mà ông không tin mà mất ông tìm mới là lạ. Còn chuyện này mới ghê hơn nữa nè, đêm tôi thức dậy nữa chừng tôi đi gần tới phòng ổng, tôi nghe có tiếng động giống như có người nằm trong phòng vậy đó. Tôi bước vô tôi thấy một người nằm chùm mền, tôi nghĩ là ổng. Cái tôi bước khỏi phòng, tôi ra phòng ngoài tôi uống trà sư phụ, tôi bước ra phòng thôi. Trời ơi, tôi thấy ổng ngồi một đống luôn, đang có chuyện bình thường với sư phụ. Ủa sao kỳ vậy? Bởi vậy mới lạ. Tôi ổng chạy ngược vô phòng lại không thấy ai chồm. Còn cái mền đó tôi nghi là có ma rồi. Vậy lúc đó thì Kim đang ở đâu? Ôi cái bà khùng đã lâu, ai biết, chắc bà ở trong phòng bà. Ông Cá Mập nói đúng thiệt, ông giống như người bị mất hồn vậy đó. Tôi đến gần á mà ông cũng không hay biết. Tôi nghe tiếng bước chân của ông rồi, tại tôi không quay lại. Lỡ như không phải là tôi mà là một ai đó đến đánh lén ông thì sao? Thì ông có thêm việc làm thôi. Ông vẫn còn có tâm trạng để nói giỡn nữa hả? Tôi nghe ông Cá Mập kể, tôi tưởng ông thê thảm lắm chứ. Ông đừng có nghe Cá Mập nói bậy. Tôi không cần nghe, nhưng mà tôi chỉ cần nhìn cái mặt của ông thôi là tôi đã biết rồi. À, ông xảy ra chuyện gì hả? À, đâu có gì đâu. Đến tôi á mà ông còn giấu nữa hả? Ông không tin tưởng tôi sao? Không phải là tôi không tin tưởng ông, nhưng tôi đã hứa là không nói với ai. Ông nhớ là tôi là ân nhân cứu mạng của ông đó nghe. Thì mạng tôi là do ông cứu, ông muốn lấy thì lấy. Còn chuyện người ta tôi không thể nói ra được. Ông nói thì nói, ôm một mình trong lòng á, phát bệnh á thì đừng có than nữa nha. Tôi thấy ông á sắp khổ rồi đó. Bên cạnh Thiên Kim tiểu thư mà dám nằm mơ gọi tên một cô gái khác. Tôi đâu có gọi tên ai đâu. À, tôi nghe ông Cá Mập nói là ông nằm mơ hay gọi tên cô Hiền. Nè, để Kim mà nghe được là ông sẽ bị mang quả đó. Cá Mập nói vậy để chọc ghẹo Kim thôi, vậy mà ông cũng tin nữa. Tôi nghe ông Cá Mập nói ông ra đây là để dập lửa mà. Sao không dập đi? Hả? Ông làm gì vậy? Tôi muốn dập lửa cho ông đó. Ông dập lửa đi. Bơi đi cho nó mát. Tiếp đi, dập lửa đi. Dập lửa đi. Ha ha ha.
Ông á, hay quá ha. Lỡ tôi không biết bơi thì sao? Tôi biết ông biết bơi, cho nên á, tôi mới đẩy ông xuống chứ. À, ông uống miếng nước trà đi, cho ấm. À. Ủa, mấy ngày nay á, tôi không có gặp thằng Tâm. Nó sao rồi? Thì nó cũng như ông thôi. Hai người á là hai anh em mà. Ông uống nước trà đi. Má đâu rồi? Má lên chùa rồi. Sao mày không chở má đi? Má đâu có kêu. Mày chưa tìm được Mai nữa hả? Em đã tìm khắp nơi rồi mà cũng không thấy Mai đâu hết. Mày cũng đừng có giận má. Má cũng vì mày thôi. Hai đứa bay tạm xa nhau một thời gian, coi như là thử thách tình yêu đi. Sư phụ nha. Thôi, để cho sư phụ ngủ. Quên không có sao đâu. Ra ngoài rót cho Quên ly nước đi. Dạ. Nước